TikTok thông minh. Clip ghi lại cảnh một chú gấu mèo trong khi đi kiếm ăn không may bị rơi vào một cái thùng rác. Đối với một số loài động vật không có trí thông minh thì sẽ rất khó thoát ra ngoài. Nhưng với trí thông minh thượng thừa thì chú gấu mèo nhanh trí tận dụng một thanh gỗ có sẵn ở trong thùng rác, đảo qua đảo lại chọn vị trí đặt thanh gỗ vào, bắt thành một cây cầu vừa đủ, sau đó chỉ việc leo lên nhẹ nhàng thoát ra. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng không phải con vật nào cũng may mắn làm được như vậy.